Sáng 4 tháng 6, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng trụ sở Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam giai đoạn 1 được xây dựng tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, với diện tích sử dụng đất trên 68.000 m², là một tổ hợp công trình kiến trúc với các thiết bị công nghệ hiện đại trên tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 8.890 m², gồm các hạng mục như nhà chỉ huy điều hành, nhà hội trường, giảng đường, nhà ở cán bộ, giảng viên, nhà ở học viên chiến sĩ, khu nhà ở cho chuyên gia và học viên quốc tế, khu huấn luyện quân y, câu lạc bộ sĩ quan và thể thao cùng nhiều công trình phụ trợ theo quy định và tiêu chuẩn Việt Nam. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam giai đoạn 1, tổng mức đầu tư trên 215 tỷ đồng, trong đó nguồn tài trợ 65 tỷ đồng của Hoa Kỳ. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2017. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là công trình có công năng hiện đại, tiện dụng, thân thiện với môi trường, phục vụ hiệu quả cho triển khai các nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Công trình còn là trung tâm quản lý huấn luyện, đào tạo và triển khai lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, từng bước là nơi giúp huấn luyện lực lượng hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực. Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam được thành lập là thông điệp mạnh mẽ khẳng định Việt Nam là một quốc gia thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì một tương lai hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển. Việc xây dựng Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ chỉ đạo điều hành và huấn luyện, từng bước đưa trung tâm trở thành một trung tâm có tầm cỡ của khu vực và quốc tế.